Các bạn ơi, khi xem video clip của Việt Thảo, nhớ subscribe hay là đăng ký trên channel YouTube của Việt Thảo. Thank you. Hello, Việt Thảo xin chào các bạn. Hôm nay một lần nữa, các bạn cho phép Việt Thảo được tiếp tục kể những câu chuyện ma mà các bạn gửi về cho Việt Thảo nhé. Trước khi kể những câu chuyện ma này, cho phép Việt Thảo được giới thiệu các cơ sở thương mại và những cá nhân đã bảo trợ cho chuyện minh lệ của Việt Thảo. Hiện giờ thì Việt Thảo đang có mặt ở trong hội chợ triển lãm quốc tế về ngành làm đẹp Cosmoprof ở tại Las Vegas. Năm nay Việt Thảo khám phá được một sản phẩm vượt trội trong ngành nail của năm 2019, đó là bột nhúng Nitro. Bột nhúng Nitro do công ty Nitro sản xuất có tên gọi là Nitro Healthy Dripping System. Tại sao bột nhúng Nitro là vượt trội hơn những sản phẩm khác? Nó có những cái hơn đặc điểm như thế này: mịn màng hơn, tự nhiên hơn, màu sắc chuẩn xác hơn, chất lượng ổn định hơn, giá cả nhẹ nhàng hơn, dễ sử dụng hơn, đạt tiêu chuẩn an toàn hơn vì được làm và sản xuất tại Hoa Kỳ. Bột nhúng Nitro là sự chọn lựa tốt nhất cho các bạn của ngành nail. Nitro Healthy Dripping System. The best choice made in USA. Như Việt Thảo đã nói, Việt Thảo rất thích ăn ở Hip Hop và các bạn khi đến ăn cũng sẽ thích như Việt Thảo. Và cái thích hơn nữa, nếu chúng ta được làm chủ của một cái nhà hàng Hip Hop thuộc hệ thống nhà hàng franchise của người Việt Nam làm chủ. Yeah, I like it. Cảm ơn các bạn đã theo dõi phần quảng cáo cũng như giới thiệu của những cơ sở thương mại và những cá nhân bảo trợ cho chuyện minh lệ của Việt Thảo. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện minh lệ lần thứ 774 với những chuyện ma ngắn kỳ thứ tư. Hôm nay tập hợp những câu chuyện ma các bạn gửi về cho Việt Thảo ở địa chỉ email mcvietthao@yahoo.com. Nó bao gồm các chuyện ma sau đây: chuyện ma bước chân trong phòng trọ của Tuấn Anh, chuyện ma chết trôi có huông của Phạm Hoàng Vương, chuyện ma cô gái ở nghĩa trang của Thiên Phú và chuyện ma người anh chết trẻ của Cẩm Linh, cũng như câu chuyện ma ở xã Bào Sơn, tỉnh Trà Vinh của Võ Tân Phát. Bây giờ, câu chuyện đầu tiên là câu chuyện bước chân trong phòng trọ của Tuấn Anh. Mời các bạn cùng theo dõi. Câu chuyện bước chân trong phòng trọ của Tuấn Anh. Chào chú Việt Thảo, lời đầu tiên cháu muốn chúc chú khỏe mạnh và may mắn. Đây là lần đầu tiên cháu viết mail cho chú kể về câu chuyện mà chính cháu đã chứng kiến. Câu chuyện này cháu chưa kể cho ai hết, cũng chưa đăng lên bất cứ ở đâu. Cháu tên là Tuấn Anh, lên Sài Gòn học tập được 2 năm rồi. Năm đầu tiên khi mới lên, cháu ở quận 9. Cháu được một anh hướng dẫn đi thuê phòng trọ bởi vì trường cháu học chưa có ký túc xá. Anh đã dẫn cháu vào một con đường hẻm, tuy nói nó là đường hẻm nhưng thật chất nó cũng khá lớn. Sau khi tìm được một căn phòng ưng ý, thú thiệt cháu vẫn cảm thấy nó hơi âm u vì thiếu ánh sáng thì phải. Nhưng mà cháu đã chấp nhận thuê và tìm người ở ghép luôn. Đến khi sắp khai giảng năm học đầu tiên thì có một bạn nữa xin vào ở ghép với cháu. Tụi cháu ở trên tầng gác. Sau một thời gian sống chung thì đột nhiên đến một ngày, cháu nhớ rõ là hôm chủ nhật của cuối tháng 6, thằng bạn cháu nó nói là có cái tiếng gì đó ở dưới tầng dưới. Cháu ngóc đầu ngồi dậy kiểm tra xem thử nhưng mà chẳng thấy gì. Cháu mới rầy nó: có thứ quái gì đâu, tao sợ ma, mày đừng có hù tao à nghe.
Nói xong cháu nằm xuống bấm điện thoại tiếp. Còn nó thì nó giáo giác nhìn lại lần nữa, rồi mới chịu nằm xuống để tiếp tục xem phim. Tới khoảng 10 giờ hơn thì cháu đi xuống rửa mặt đánh răng trước khi đi ngủ. Trong khi cháu đang đánh răng trong nhà tắm thì cháu nghe có tiếng bước chân đi lên cầu thang. Vì cầu thang trong phòng trọ là bằng thép nên khi đi lên sẽ tạo ra tiếng kêu có két rất rõ. Khi cháu nghe tiếng chân đi, cháu nghĩ đó là tiếng chân của thằng bạn cháu. Nhưng một hồi cháu nghĩ lại thì nếu thằng bạn đi xuống thì phải nghe tiếng chân đi xuống. Chứ tại sao lại không nghe tiếng chân đi xuống mà bây giờ lại nghe cái tiếng chân đi lên? Nghĩ tới đây cháu liền lên tiếng gọi thằng bạn, nhưng không có tiếng trả lời của nó. Cháu vội đánh răng nhanh cho xong rồi, cháu vội vã đi lên lầu xem coi thằng bạn cháu nó đang làm gì. Khi vừa bước chân lên gác thì cháu thấy nó ngủ mất tiêu rồi. Ngay cả điện thoại nó còn chưa tắt YouTube nữa. Cháu nghi hoài mà không ra tiếng bước chân đó là của ai. Suy nghĩ một lúc không tìm được câu giải đáp, cháu mới nằm xuống và ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau cháu mới hỏi bạn cháu: "Ê, hồi tối mày ngủ mấy giờ vậy? Mày có đi xuống lầu trong khi tao đánh răng không?" Nó trả lời mà làm cháu thấy sợ luôn. Nó nói: "Làm gì có, tao ngủ còn trước khi mày đánh răng nữa kìa." Nghe xong cháu muốn rụng rời toàn thân. Sau đó cháu mới thuật lại toàn bộ câu chuyện cho nó nghe. Nó nghe xong chẳng những không tin, nó còn chửi cháu là đồ khùng điên. Nhưng cháu cứ khăng khăng kêu là có và theo nó suốt ngày để nói về chuyện đó. Cháu cố gắng thuyết phục nó mãi và cuối cùng nó cũng chịu tin lời cháu. Thế là lúc trưa hôm đó hai đứa đi học về, thì thay vì về thẳng nhà, cả hai đứa ghé qua chợ mua bột, cái loại bột trắng mà người ta dùng để làm bánh chú chiên. Mua luôn một bịch to về nhà trọ. Lúc đó thì cả hai mới bằng cách để kiểm tra sự việc coi ra sao, coi thực sự có cái dấu vết quay lên xuống cầu thang hay không mà nghe tiếng chân rõ tới như vậy. Tối hôm đó thì bọn cháu đổ bột trắng khắp chỗ cầu thang và cả các bậc cầu thang. Xong việc thì cả hai lên gác nằm và chờ. Chờ đợi một hồi lâu sau, cho đến khoảng gần 11 giờ đêm, hai đứa bỗng nghe cái tiếng bước chân từ dưới lầu đi lên rất rõ. Bọn cháu sợ run cả người, chỉ biết nằm đó chịu trận, lắng nghe tiếng bước chân đi mà không dám đi kiểm tra. Sợ quá cháu mới nói với thằng bạn: "Thôi, để tao ngủ trước, mai rồi mình hãy xem, chứ bây giờ mày có cho tiền tao, tao cũng không dám nhìn xuống đâu." Ngay cả nó cũng sợ, nên hai đứa đều trùm mình ngủ, cố gắng nhắm mắt mà ngủ không được. Sau đó có lẽ mệt quá nên ngủ lúc nào mà không hay luôn. Sáng hôm sau thì cháu dậy sớm hơn nó. Cháu xuống lầu để kiểm tra trước cái cảnh tượng lúc đó. Thiệt tình mà nói, thấy xong rồi, cháu muốn bỏ chạy luôn. Cháu kêu thằng bạn cháu dậy: "Hậu, dậy mày, rồi coi cái này nè, nhanh đi." Nó nghe được liền ngồi dậy lết tới chỗ cháu nhìn xuống. Trời đất ơi, cả trăm cái bước chân nhỏ xíu ở khắp nơi. Từ chỗ cầu thang, đi ra xung quanh, đến các bậc cầu thang, chỗ nào cũng có dấu chân nhỏ xíu đó. Ngồi nhìn một lúc không biết phải làm sao, cả hai thằng chạy một mạch ra ngoài gặp chủ trọ và kêu ổng vào cho ổng xem dấu chân đó. Khi xem xong ổng cũng hoảng giống như cháu. Ổng không nói gì hết mà kêu chúng cháu thôi chuyển vào trong gần nhà của ông chủ mà ở. Cháu vì sợ mà đã chuyển đi chỗ khác luôn, chứ không dám ở gần đó nữa. Hai đứa ngay hôm đó dọn sạch bột ở dưới sàn và xếp đồ chuẩn bị lấy tiền cọc đi luôn. Trong lúc đợi thằng bạn lấy tiền cọc thì cháu ở lại trọ để gom hết những vật dụng cá nhân.
Trong lúc đang thu xếp thì cháu nghe cái tiếng máy quạt nó kêu như là bị kẹt cái thứ gì đó. Cháu nhìn sang cây quạt thì thấy cái máy quạt nó đang quay đầu về một hướng và nó kêu liên tục két, 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 két như là con heo bị thọc tiết vậy. Cháu nhớ rõ ràng rằng cái máy quạt đó cháu đã bấm nút cho nó quay qua quay lại cho mát cả phòng rồi. Cháu để ý thì thấy cái hướng máy quạt quay tới là cái hướng chỗ để cái bếp ga, mà ở trong góc có cái mảnh giấy màu vàng khè bị xé rách rồi. Cháu cũng không biết nó là cái giấy gì. Vừa sợ vừa tò mò, cháu định xem kỹ hơn nhưng vừa lúc đó bạn cháu cũng về. Và có một điều kỳ lạ là khi bạn cháu vừa vào là cái quạt máy lại chạy bình thường trở lại. Cháu vứt cái mảnh giấy đó vào thùng rác và đi luôn. Thực tình mà nói cháu không hiểu là ma hay quỷ. Nếu là ma thì nó có chân không? Bởi vì cháu nghe người ta nói ma không có chân. Còn nếu nó là quỷ thì mình không biết nó thuộc loại quỷ gì mà cái chân có chút xíu à. Câu chuyện của con đến đây là hết. Cháu cảm ơn chú và cháu cũng có lời khuyên cho chú để chú an tâm hơn. Đó là nếu chú theo đạo Phật thì nên đeo tượng Phật bằng ngọc bích được cúng ở chùa và đeo trước ngực, nó sẽ bảo vệ cho chú. Còn chú theo đạo Công giáo thì rước một cây thánh giá được rảy nước phép và đeo trước ngực, thánh giá sẽ bảo vệ cho chú. Kính chào chú. Cảm ơn. Ký tên Tuấn Anh. Đây là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thật về ba anh chị em chết rồi có hồn của Phạm Hoàng Vương. Việt Thảo mến, tôi xin góp một chuyện ba anh chị em chết rồi có hồn để tùy anh tùy nghi, tức là tùy nghi sử dụng. Việt Thảo sẽ đọc lên cho mọi người cùng nghe. Năm 1951, ở Rạch Cui, xã Khánh Bình Đông, quận Sông Ông Đốc, tỉnh An Xuyên. Chắc anh biết địa danh này. Có gia đình anh Hai Giáp. Khi ra đồng làm ruộng, để lại nhà thằng con lớn tên Ất 4 tuổi và thằng con kế tên Bính 3 tuổi, cho cô em vợ 9 tuổi trông coi. Cô em vợ rủ cô bạn hàng xóm sang chơi trò ú tim. Mãi mê chơi, cô quên rằng thằng Ất chơi ở bờ ao cạnh nhà, nó vói tay bẻ bông súng, trợt chân, rớt xuống ao. Tới chừng phát giác thì thằng Ất nổi liều phều trên mặt nước. Bà con làng xóm vớt lên bờ, cố gắng xóc nước, nhưng không cứu được. Thằng Ất chết. 3 năm sau thì thằng con thứ 5, tức là thằng Mịnh 3 tuổi, nó lọt xuống rạch trước nhà. Hai tay nó đập trên mặt nước la thét. Thằng Bính nhào xuống kéo lên, cứu nó sống. Khoảng năm 1957, đứa con gái thứ 6 là con Màng, 4 tuổi, lại lọt xuống ao mà thằng Ất té chết năm nào. Con Màng chết. Năm 1958, thằng Bính và con gái thứ 4 là con Xuân, cùng tôi là Phạm Hoàng Dương, chơi nhảy cò cò trên sân, thì con gái thứ 7 là con Mức lại rớt xuống cái ao cũ. Đến chừng chúng tôi phát giác thì xác con Mức nó nổi úp mặt trên mặt nước. Đúng lúc vợ chồng anh Hai Giáp đi ruộng về sớm, anh nhào xuống kéo con Mức lên bờ, sấp nước. Chị Hai Giáp xỉu lên xỉu xuống. Rốt cuộc rồi thì con Mức ọc nước thở khì, sống lại. Đến khoảng năm 1972, con Mức được 17 tuổi, nó biết lội rồi, biết lội cũng rất giỏi. Con Mức chở xuồng lúa, tức là xuồng bè chính, từ ngoài dàm Rạch Cui về nhà, gần xóm phố Rạch Cui. Khi bơi đến ngã ba Sư Tú khoảng 8 giờ tối, người ta thấy chiếc xuồng lúa vô chủ quay lòng vòng giữa rạch. Tri hô lên, bà con lội xuống rạch mò, vớt con Mức lên gần bờ rạch.
lần này thì con mất chết thiệt. Mấy ông thầy Pháp nói gia đình anh Hai Giáp có huân chết rồi, cho nên đám con dù biết lộ như rái cá nhưng vẫn bị chết rồi. Nghe nói người ta điều tra thì lúc đó có chiếc ghe máy đuôi tôm nào đó chạy ngang gây sóng lớn. Con mất không kìm xuồng được nên rớt xuống rạch mà chết. Tôi không có tin ma quỷ có thể giết người, nên tôi đi tìm hiểu thì được vài nhà giáo giải thích. Có một loại gọi là ma da, thực ra nó là giống bạch tuộc lớn. Mỗi khi nước thủy triều cao hay lục lội, nó từ sông cái lội vào rạch tìm mồi. Gặp lúc nó kéo con mồi, không kể đó là con người hay con vật, xuống nước sâu dìm chết. Không giải thích được nguyên nhân, bà con bèn đặt ra cái chuyện ma da. Tuy nhiên mấy cái lò rèn thường đặt gần mé sông đề phòng hỏa hoạn, không dám đặt trên bờ. Ma da hay bò lên nằm trên cầu để hong ấm. Khi có người đi ngang thì nó nhảy ùm xuống rạch, nước văng tung tóe mất dạng. Theo tôi suy ra, nếu thật có ma da thì nó nhảy xuống nước sẽ gây không gây tiếng động, vì ma quỷ chỉ có phần thần thức thì không thể nào gây tiếng động được. Cho nên con đại bạch tuộc là khả tín nhất. Những người được nêu tên tuổi trong câu chuyện này đều là người thật, tên thật và có tình bà con của tôi. Xin gửi anh để tùy nghi sử dụng. Mến chào Phạm Hoàng Vương. Theo câu chuyện kể thì anh Phạm Hoàng Vương giờ này cũng lớn tuổi rồi. Tại năm 1950 mấy mà lúc đó anh còn chơi được 58 nha, thì anh còn chơi cò cò trên sân. Năm 58, Việt Thảo sinh năm 54, lúc đó Việt Thảo 4 tuổi. Chơi cò cò trên sân thì có thể anh lớn hơn Việt Thảo mấy tuổi. Dạ. Đó là câu chuyện của anh Phạm Hoàng Vương. Bây giờ tới câu chuyện thứ ba, chuyện con ma da. À, chuyện ma con đã gặp thiệt khi con qua Mỹ. Đây là câu chuyện cô gái ở Nghĩa Trang của Thiên Phú. Mời các bạn tiếp tục qua chuyện bên lề lần thứ 774 với những chuyện ma ngắn kỳ thứ tư. Mời các bạn tiếp tục câu chuyện, những câu chuyện ma được kể lần thứ tư. Đây là câu chuyện thứ ba, cô gái ở Nghĩa Trang của Thiên Phú. Con xin chào ba Việt Thảo, con tên Thiên Phú, con rất hâm mộ ba lắm và hiện tại vẫn rất hâm mộ ba. Con xin phép gọi ba Thảo bằng ba vì ba nhìn rất giống ba ruột của con và ba con cũng nói như vậy. Con ở Mỹ năm nay được 6 năm và trong 6 năm con đã gặp rất nhiều chuyện khó hiểu và con không giải thích được. Con xin bắt đầu câu chuyện. Trước khi con qua Mỹ, con tin và rất tin là có ma, có thế giới hai chiều vô hình cùng tồn tại với mình. Con nhớ rất rõ hôm đó một ngày thứ năm trong tháng 2 năm 2014. Vì lúc đó con mới qua Mỹ được 4 tháng và tối hôm xảy ra sự việc, con đi coi phim với bạn ở trường và về rất trễ tầm khoảng 10 giờ khuya. Ở bên tiểu bang của con, Sabet có rất nhiều và có chạy đến 12 giờ đêm là chuyến cuối cùng. Trên đường về nhà, con có hai sự chọn lựa. Một là đi xe bus 116, đi khoảng 10 phút và đi bộ về nhà tầm 20 phút. Đương nhiên là trời mùa lạnh, con không muốn cuốc bộ đi dưới cơn tuyết hay gió lạnh. Và cái giải pháp thứ hai, cái sự lựa chọn thứ hai đó là đi xe bus tầm cỡ khoảng 30 phút, rồi sau đó đi bộ được 10 phút ngắn hơn về tới nhà. Nhưng phải băng qua một cái nghĩa địa của người Mỹ. Cuối cùng thì con quyết định lựa chọn đi ngang qua nghĩa địa. Tại vì con nghĩ mình không làm gì người ta thì người ta không làm gì mình. Và cứ thế con chọn con đường đi ngang qua nghĩa địa. Trên đường đi bộ về, khi đi băng ngang nghĩa địa, con cứ ca, cứ hát những bài hát con thích. Vẫn trong đầu cứ nghĩ mình không làm phiền ai thì cũng không ai làm phiền mình. Thì trong lúc đi ngang qua nghĩa địa và gần đến cổng ra nghĩa địa thì oh my god, con đã thấy một bé gái khuôn mặt trắng toát nhìn con cười thân thiện. Lúc đó con đã cố gắng hết sức cúi đầu
và đi thiệt nhanh về tối tới nhà. Mồ hôi con chảy đầm đìa mặc dù trời Washington lúc đó rất lạnh. Con tự suy nghĩ, nếu là trẻ con thì làm sao có thể được? Vì lúc đó quá trễ và không có lý do gì để cô bé đó ở nghĩa địa một mình. Và kể từ đó, con không bao giờ đi ngang nghĩa địa đó vào ban đêm nữa. Nếu có đi học thì đi ban ngày. Đó là câu chuyện có thật của con đã gặp khi mới qua Mỹ. Con được muốn kể cho ba nghe một vài câu chuyện nữa nhưng chắc vào lúc khác. Vì ngày mai con phải đi làm sớm. Con chào ba. Chúc ba mọi điều vui vẻ tốt lành đến với ba. Quỳnh Thiên Phú. Đây là câu chuyện thứ tư trong loạt chuyện ma ngắn với tựa đề là Người Anh Chết Trẻ của Cẩm Linh. Kính thưa chú Việt Thảo, cháu đã và đang nghe rất nhiều những câu chuyện ma chú đã kể trên YouTube. Mỗi lần cháu lên YouTube thấy chuyện ma chú kể là cháu nhảy vô nghe liền. Cháu xin kể cho chú nghe câu chuyện tâm linh này đã xảy ra trong gia đình cháu lúc cháu còn ở bên Việt Nam. Mà chú Thảo ơi, chuyện này cháu chưa có kể cho ai nghe hết nhé chú. Cháu suy nghĩ nhiều lần và hôm nay cháu nhất định sẽ cố gắng kể cho chú nghe. Gia đình cháu hồi còn ở bên Việt Nam, cháu ở gần nhà bác cháu. Nhà của bác cháu là căn nhà mới cất. Mặc dù nhà mới cất, bác đã mua lại căn nhà cũ của người ta để đập ra xây lại. Nhưng mà căn nhà cũ thì có lịch sử không tốt. Vì lúc cháu còn bé nghe ông bà nội và ba cháu nói là căn nhà cũ của bác cháu mua để xây lại trước đây đã có người con gái thất tình và treo cổ tử vẫn. Sau khi mua xong bác cháu đập hết và xây lại và sau đó thì cả nhà bác dọn vô ở. Có một điều là hầu như ai ở trong nhà tối nào cũng thấy có một người con gái ngồi ở góc thang lầu cũ rũ. Từng người một trong nhà đều thấy như vậy. Nếu họ tức khuya đi tiểu đêm hay đi đâu ra khỏi phòng ngủ, nhìn xuống cầu thang sẽ thấy. Nhưng có một điều là, thấy thì thấy, nhưng bác cháu lại không tin đó là ma. Bác cháu là dân buôn bán xe hơi. Mà hễ lần nào bán không được là bác cháu gian vái cô gái này phù hộ. Không sớm thì muộn, có khi một đôi hôm thì có người lại co xe và mua xe. Buôn bán rất trôi trải. Trong nhà ngay dưới cầu thang, nơi mà ai cũng thấy cô gái đó hiện về, bác cháu để cái lư hương và thấy lâu lâu có cúng cơm. Ở nhà bác lại có anh con trai út của bác rất giỏi buôn bán, hiền từ và dễ thương. Anh này lại là người thường xuyên thấy cái cô gái này nhất. Mỗi khi mà anh đi nhậu về say xỉn là anh lấy điếu thuốc lá mồi lên và cắm xuống đất kêu cô đó hút. Hễ mỗi lần anh làm như vậy thì tối hôm đó anh sẽ mơ thấy cô ấy. Cứ mỗi lần anh mà bị bác cháu la rầy thì anh buồn. Và khi như vậy thì tối anh ngủ sẽ thấy cô ấy. Anh không có vợ con gì hết. Anh chỉ phụ bác cháu buôn bán và là người được bác cháu cưng nhất trong đám con cái. Anh là người rất cần kiệm, đã bỏ ống heo để dành tiền. Anh có nuôi hai con chim rất đẹp. Hôm đó anh muốn làm cái lồng mới cho con chim. Trong khi đang cầm cuội hàng cái lồng chim thì anh bị điện giật chết ngay lập tức vì điện bên Việt Nam rất mạnh. Trong khi nhà anh chuẩn bị ăn cơm chiều, chị của anh chạy lên kêu anh xuống ăn cơm thì chị muốn bật té ngửa. Chú ơi, chị thấy anh nằm cứng ngắc, mắt trợn lên, mặt đen như than, tay còn cầm cái đồ hàng điện. Quáng hồn vừa la vừa chạy, chị kéo cái gật cái cầu dao điện xuống. Thì lúc đó máu trong miệng anh trào ra. Tội nghiệp lắm, anh mất còn rất trẻ, lúc đó anh mới 31 tuổi. Sau khi anh mất được 4 ngày thì bỗng dưng cái điện thoại cầm tay của anh đã được gỡ cái sim và cục pin cũng bị hết pin rồi. Vậy mà buổi tối cả nhà trong khi đang ngồi nói chuyện thì cái phone của anh nó rung lên.
Lúc đó có cháu ngồi đó và chính cháu có nghe và thấy nó kêu tè 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 tè, mà khi nhìn lại cái điện thoại thì không có số nào hiện lên. Cháu không nói nên lời, từ biệt đi về nhà luôn một lúc. Sau đó thì cả nhà anh lên lầu ngủ. Cái bàn thờ của anh còn rất mới, vì anh mới mất có 4 ngày mà thôi. Khi bác và chị anh lên lầu ngủ thì nghe ở dưới nhà có tiếng đề máy xe và cái tiếng rồ máy xe Honda. Cháu nhớ là chiếc xe Dream của anh đã chạy lúc anh còn sống và bác cháu đã mua cho anh. Chiếc xe đó tự động đề máy, mặc dù không có chìa khóa cắm vô. Nói chung thì anh chết rất trẻ, chưa vợ con. Anh rất là phá. Bác của cháu từ lúc anh mất gia đình buôn bán bị thất bại suy sụp luôn. Khoảng thời gian gần đây cháu có về Việt Nam đến thăm cái nhà đó, thăm bác. Cũng thấy bác vẫn còn để cái lư hương ở góc cầu thang. Nhưng nghe nói là hết thấy cô đó rồi, kể từ khi mà sau khi anh đó mất. Bác thì hết buôn bán và đã mang anh đó lên chùa gửi luôn. Cháu có nghe mọi người thuật lại nói là anh về nhà hoài à, nên ở nhà sợ và gửi anh lên chùa cũng để cầu siêu cho anh. Đây là câu chuyện có thật 100% trong gia đạo của cháu. Xin cảm ơn chú Thảo đã dành thời gian đọc chuyện của cháu. Kính chú Cẩm Linh. Và bây giờ là câu chuyện thứ 5. Chuyện ma ở xã Bào Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh của Võ Tấn Phát. Con xin chào chú Thảo. Con xin chúc chú một ngày làm việc tốt lành. Con xin tự giới thiệu, con tên là Võ Tấn Phát. Năm nay con 17 tuổi, đang ở thành phố Trà Vinh. Con là một fan hâm mộ của chú mỗi khi chú kể chuyện ma và một số clip giảm thực nữa. Con xin kể một câu chuyện ma mà con là người thấy đã trải nghiệm và con chưa kể cho ai hết. Nhà con theo đạo Công giáo nên con cũng không tin vào chuyện ma quỷ. Chuyện này chỉ mới xảy ra cách đây khoảng một tháng, mà con không có thời gian viết cho chú tại vì con bận việc cá nhân. Bây giờ thì có, nên con xin gửi chú. Con xin bắt đầu kể. Con nhớ rất rõ hôm đó là ngày 20 tháng 10 năm 2018. Trong một lần đi săn bắn bằng slingshot, tức là cái ná cao su, hay còn gọi là nạng vàng thun. Mà chú biết không, bộ môn slingshot bây giờ khá phổ biến tại Việt Nam. Ngày 20 tháng 10 năm 2018 lúc 18 giờ. Theo giờ Việt Nam, tức là 6 giờ chiều. Con mới nghĩ bây giờ là tháng cò trắng di cư, nên con nghĩ giờ này đi săn tới 2 giờ sáng rồi mình về nhà. Cứ thế, con chuẩn bị đồ, gồm có ná thun, thun dự phòng khi bị đứt, bi sắt, đèn pin và một số vật dụng khác nữa. Chuẩn bị xong, con lên xe chạy một mạch đi xuống khu công nghiệp Long Đức. Săn một hồi thì khoảng 20 giờ, con mới chợt là nhớ là để quên sâu chuỗi mân côi ở nhà. Mà sâu chuỗi đó do đức cha làm phép mà con hay đeo trên tay trái. Con mới nghĩ đi xa nhà hơn 6 cây số rồi, thôi đành bỏ sâu chuỗi ở nhà. Rồi con chạy về hướng huyện Châu Thành, con đi vào xã Bào Sơn gần trại cai nghiện. Bất chợt con thấy có một con cò trắng đậu trên cây còng sát bên một cái nhà quan. Con nhìn vào căn nhà thì con lạnh cả sống lưng. Con cứ nghĩ là do gió nên lạnh thôi, mà thật sự con có cái cảm giác làm như có ai đi theo con vậy. Con xuống xe rọi đèn pin lên cây để bắn con cò trắng. Có một điều rất làm lạ là con cò nó cứ mở mắt nhìn con mà sao nó không bay. Trong lòng con mới nghĩ,
đúng là có chuyện lạ rồi. Thường thì cò trắng ở ruộng, nó mà thấy con người mình cách khoảng 20 mét là nó đã bay rồi. Còn đằng này nó đậu trên cây cầm cách con chưa được 5 mét, mà nó lại thấy con, nó không bay. Còn bây giờ nó lên bắn một viên đạn trúng ngay vào cổ của con cò. Mà lạ thay, thường là bắn ngay cổ hoặc là đầu là nó phải chết và rớt xuống đất chứ. Vậy mà nó không rớt. Còn bắn bồi thêm một viên đạn nữa, nó vẫn không rớt. Còn thấy quả đúng có điều gì lạ rồi. Lúc đó thì con phải quay sang nhìn lại chiếc xe, tại vì xe con để ngoài lộ cách khoảng 5 mét con cũng lo. Con coi cơ còn đó không, xe thì vẫn còn đó. Sau khi nhìn xe xong con quay lại thì không thấy con cò đâu nữa, nó bay đâu mất rồi. Con lúc đó mới chạy vào gần căn nhà quan xem nó có bay vào trong đó không. Thì khi chạy đến gần con nghe có tiếng khóc của một người phụ nữ. Con mới nghĩ không lẽ có ai ở trong nhà. Con bước thêm một bước nữa thì con lại nghe tiếng khóc của trẻ em. Lần này con đi ra ngoài xe để về vì con rất sợ trộm cướp. Con vừa đi ra tới xe thì có ai kêu con: Phát! Phát! Tiếng kêu phát ra từ căn nhà hoang. Con mới quay đầu nhìn lại thì con thấy có một người phụ nữ mặc áo dài trắng, có mái tóc thật dài, thật là dài, đang đứng quay lưng về phía con. Con mới hoảng hốt la lên: Có ma! Có ma! Rồi con lên xe chạy thẳng về nhà. Từ hôm ấy con mới tin là trên đời này vẫn có ma. Qua sự việc lần đó, con không bao giờ dám đi săn đêm một lần nào nữa. Giá như hôm đó con mang theo sợi chuỗi mân côi, thì con không bị nhát rồi. Khi về nhà con vẫn còn ám ảnh. Hôm Chủ nhật con đi nhà thờ, con gặp trực tiếp cha phó của nhà thờ và hỏi những chuyện liên quan đến chuyện con gặp ma như vậy. Thì cha mới nói con không nên đi khuya như vậy nữa, vì đi như vậy không gặp ma nhát thì lỡ gặp quỷ sa tăng, nó nhập vào con thì còn tệ hại và nguy hiểm đến tính mạng của con nữa. Nói xong thì cha lấy nước thánh cho con làm dấu thánh giá và rải lên người con. Sau đó con về nhà và mọi chuyện đâu vào đó. Con không còn bị ám ảnh cô gái mặc áo màu trắng với mái tóc dài nữa. Vài hôm sau thì con và một đám bạn khoảng 13 đứa quay trở lại căn nhà quan ở xã Bào Sơn. Thì bên trong căn nhà, cách cái cửa nhà khoảng 1 mét thôi, con và đám bạn thấy có một cái hố sâu tầm 4-5 mét mà bên trong toàn là nước. Con mới nghĩ hôm đó mình đi săn bắn trong đêm. May là nhờ có cái quan hồn đó cản con lại để không cho con vào nhà, vì sợ con té xuống cái hố đó. Hay sao? Không lẽ quan hồn đó xuất hiện để cản cho con? Nếu như con mà không nghe thấy tiếng khóc thì con đã vào căn nhà để kiếm con cò trắng. Và khi bước vào con căn nhà, cái hố chỉ cách cửa khoảng 1 mét thì có lẽ con đã té xuống cái hố sâu đó và đã mất mạng vì chết đuối rồi. Câu chuyện đến đây đã hết rồi. Con cảm ơn chú đã xem mail của con gửi và kể chuyện này cho mọi người cùng nghe. Thank you and love you. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện bên lề lần thứ 774 với những chuyện ma ngắn kỳ thứ tư. Lần tới, có lẽ Thảo như lời hứa, Việt Thảo như lời hứa sẽ làm cái món ăn đầu tiên mà Việt Thảo đã hứa, đó là chiên trứng cho các bạn xem. Tôi nói rồi, khi mà nghe nói chiên trứng thì ai cũng cười. Trứng ai không biết chiên. Ăn nè, chiên nè, làm đủ thứ món hết, nhất là các bà các cô. Và ngay cả thanh niên độc thân cũng vậy, đứa nào cũng biết chiên trứng cả. Nhưng Việt Thảo nói đây là cách chiên trứng, không phải của người ta, Việt Thảo học để chỉ lại.
mà là cái cách riêng của Việt Thảo. Dám tự hào nói một cái câu là Das, đó là MC Việt Thảo cooking style, tức là cái cách nấu của MC Việt Thảo. Việt Thảo nói trước, Việt Thảo không phải là đầu bếp, không phải là chef cook, không phải là master chef cook nữa. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của mình, trong lúc mình tự làm thức ăn để ăn uống, thì cảm thấy cái cách đó làm, cái trứng nó ngon. Thường thường thì các bạn nhớ là mình để cái chảo nóng, rồi mình cho dầu, hay là cho hành, cho tỏi, hay là cho cái gì vào để chiên trứng, hay là chiên trứng không cũng vậy, có phải không nè? Nhưng phương pháp của Việt Thảo hoàn toàn ngược lại hết. Và trứng nó chiên ra thì nó ra làm sao, ăn ngon hay dở thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi Kiều Minh lại kế tiếp nha, với phần chiên trứng của Việt Thảo. Và nếu sau đó được, các bạn thích thì Việt Thảo sẽ hướng dẫn thêm một số cách làm thức ăn khác nữa mà do kinh nghiệm của Việt Thảo trải qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Kiều Minh lại lần này. Thank you and I love you. Cảm ơn các bạn đã xem Chuyện Minh Lệ của Việt Thảo. Nhớ subscribe hay là đăng ký channel YouTube của Việt Thảo. Và nhớ nhấn vào cái chuông để cho nó báo cho mình biết khi có video clip của Việt Thảo mới upload lên trên YouTube. Cảm ơn các bạn. Nhớ nghe subscribe hay là đăng ký channel YouTube của Việt Thảo. Dạ. Yeah. Hôm nay Việt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn. Bây giờ qua anh Đăng là dược sĩ nè. Yeah. Anh cho một cái kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng Kangen Water. Thì Kangen đó, tiếng Nhật dịch ra đó là return to origin, trở lại nguồn nước nguyên thủy. Mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản, được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đến Việt Thảo. Đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa. Đặc tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải, máy nước này sẽ làm những cụm phân tử nước nhỏ lại 4-6 lần. Và đặc tính thứ ba trong cái nước Kangen này là có độ kiềm cao. Đó là Kangen Water, nước tinh khiết, tinh chất, uống để trừ tránh bệnh hoạn, bệnh tật như uống nước thường. Xin quý vị hãy liên lạc Jennifer và anh Peter Hà ở số điện thoại là 714-833-8738. Jennifer lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ quý vị có một cái máy Kangen Water theo như ý muốn. Quý vị nhớ, thay đổi nguồn nước là thay đổi cuộc sống. Kangen Water, the best water on earth. Người thợ nail tỉ mỉ, chăm chỉ, đem hết kỹ năng của mình làm sao cho khách được hài lòng để giữ vững cái job của mình. Các chủ tiệm nail lúc nào cũng muốn trong tay của mình có một đội ngũ chẳng những vững mạnh, còn có những sản phẩm tốt nhất, tiêu chuẩn nhất để làm hài lòng khách hàng nhằm tăng cao lợi nhuận của salon của mình. Còn những chủ nail supply, họ không cần một đội ngũ chuyên nghiệp, mà họ cần những sản phẩm mới nhất, tốt nhất, độc đáo nhất để cung ứng cho thị trường phát triển của ngành nail khắp nơi. Và từ đó, những người dày dạn kinh nghiệm trong ngành nail đã nghiên cứu và cho ra đời những sản phẩm vượt trội của năm 2019 do công ty Nitro sản xuất. Và một trong những sản phẩm vượt trội đó chính là bột nhúng Nitro, còn có tên gọi là Nitro Healthy Dipping System do công ty Nitro sản xuất. Các bạn muốn tìm hiểu về những sản phẩm vượt trội trong năm 2019 của công ty Nitro Made in USA, hãy vào website www.nitronails.com hoặc gọi điện thoại số 855-747-8581. Việt Thảo rất thích ăn ở hip hop và các bạn khi đến ăn cũng sẽ thích như Việt Thảo. Và cái thích hơn nữa, nếu chúng ta được làm chủ của một cái nhà hàng hip hop thuộc hệ thống nhà hàng franchise của người Việt Nam làm chủ. Yeah, I like it. Các bạn ơi, để đáp lại yêu cầu của các salon, những nơi làm nail muốn có những cái màu sắc mẫu mã mới đẹp dành cho khách hàng, nó phải có một sự thay đổi.
Để đáp ứng lại cái yêu cầu đó, CNC Gel đã cho ra 4 cái collection trong năm 2018. Đó là Party Collection, London Collection, Bling Bling Collection và Platinum Collection. Party Collection với những màu sắc tươi trẻ, vui tươi cho những party, những event, những nơi vui lễ hội. London Collection với những màu sắc của mùa thu và mùa đông, giống như bầu trời của London, Anh Quốc. Bling Bling Collection với những màu sắc tươi trẻ, sống động của giới trẻ. Và Platinum Collection với những màu sắc sang trọng, quý phái, lộng lẫy, rực rỡ. Việt Thảo muốn được hân hạnh giới thiệu 4 collection của CNC Gel đến với tất cả quý vị trong ngành nào.